Cô thân chào các bạn tuổi Tuất. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về tháng 6 âm lịch của cái năm Giáp Thìn nha các bạn. Thì lời đầu tiên cô chúc cho các bạn cùng gia đình được nhiều sự bình an nè, vui vẻ và hạnh phúc. Muốn nói về cái tháng 6 thì chúng ta phải biết cái đặc điểm của tháng 6. Đó là tháng Tân Mùi có bản mệnh là mệnh Thổ. Tuất là gì các bạn? Tuất nó thuộc về hành thổ, cho nên nó không kén cái mùa sinh. Mình sinh mùa nào cũng được, cứ không có, không phải kén chọn. Tuất nó mang cái ý nghĩa là chúng ta có cái là một cái con người rất là trung nghĩa, chúng ta có một cái đỉnh, cái tính tốt, nhưng mà chúng ta lại không có cái chủ kiến của mình. Mình lại thường thích mình bị tác động của cái đám đông, nó tác động đến mình nhiều. Cho nên các bạn tuổi này, các bạn cần phải luyện tập cho mình có một cái chính kiến riêng. Cái gì của mình là mình, chứ mình không nên mà đi theo cái đám đông. Nếu mà nói về cái tuổi Tuất có sung sướng không thì phải nói là cái tuổi Tuất nó không mấy sung sướng. Tại vì vậy, mình vừa cứ lo cho cái bản thân của mình à, mà mình lại lo toan cho cái người khác. Mình lo cái chuyện đôi lúc là nhiều cho người bên ngoài nữa. Cho nên mình cũng là khổ tuổi Tuất, cũng khổ tâm lắm. Cái bản tính của cái người tuổi Tuất nó hiền lành. Và bây giờ cô nói về cái tuổi thì tuổi nếu mà nói về thì tuổi Mậu Tuất thì rất là lao nhập. Trong cái cuộc đời cái người tuổi Tuất nó lao nhập. Còn xét về tuổi Tuất nào tốt nhất thì phải nói là hậu vận của cái người canh Tuất là nó được cái hậu vận tốt. Nhâm Tuất thì lanh lợi giỏi ba gian buôn bán. Nhưng mà cuộc đời mình nó cũng có lắm chỗ mà thăng trầm lên xuống thất thường. Tuổi Giáp Tuất á thì trung vận tốt hơn là cái thời trẻ. Về trung vận thì chúng ta làm ăn nó khởi sắc. Bây giờ cô nơi đi sâu vào từng tháng nha. Nói chung về cái tháng là cái tháng Mùi, mà mình là người tuổi Tuất, Mùi với Tuất nó xung nhau, cho nên vận hành của công chuyện của mình ở trong tháng, vì nhân hòa địa lợi của mình ở trong tháng, nó dễ gặp những cái chuyện khắc kỵ, không thuận lòng, không được như ý của mình, dễ gây những cái hiềm kỵ, những cái chuyện mà không hay giữa mình và cái những cái người xung quanh. Cho nên điều quan trọng nhất, chúng ta cần phải giữ cái miệng mồm của chúng ta phải điều chỉnh lại cái suy nghĩ, cái hành động, cái lời nói của mình nó ôn hơn, ôn hòa hơn, nó nhẹ nhàng hơn, để tránh đi cái khí xấu của tháng tác động với mình. Như vậy cùng là tuổi Tuất ở trong cái tháng 6 thì các bạn chú ý cho cái phần miệng mồm của mình, suy nghĩ và hành động của mình nha các bạn. Được như vậy thì cái xấu nó sẽ qua đi. Chúng ta cùng một tuổi Tuất nhưng mà chúng ta khác cái thiên can, chúng ta khác cái bản mệnh, cho nên vận hành trong tháng của mỗi tuổi nó mỗi khác nhau. Thì hôm nay cô sẽ phân tích cho tuổi Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất và Bính Tuất nha các bạn. Thì tuổi Mậu Tuất trong cái tháng này á thì tài lộc nó ở cái mức độ mà trung bình thôi. Không có gây khó khăn, không gây khắc kỵ cho các bạn. Muốn nhiều cũng không được, ít cũng không được. Nó ở chừng mực trung bình. Chúng ta xấu về địa chi rồi. Về bản mệnh của mình, mình là mệnh mộc mà gặp cái tháng thổ. Cây thì nó cũng cần có đất. Cho nên mình trong tháng này mình cũng có thể gặp được cái sự tương trợ, sự giúp đỡ của cái người khác, có lại đem lại cái sự may mắn, thuận lợi cho mình. Tuổi Canh Tuất thì về tài lộc của thằng ở trong tháng nó có cái phần nó bình ổn, không gây khó khăn, không gây khắc kỵ cho mình. Chúng ta xấu về cái nhân hòa địa lợi. Về bản mệnh
thì mình là người mệnh kim mà gặp cái tháng thổ thì chúng ta được cái sự thuận lợi, được cái sự tốt đẹp, có người chở che giúp đỡ cho ta ở trong tháng khi mà có việc hữu sự. Nhâm Tuất thì tài lộc ở trong cái tháng 6 nó bình ổn, không khó khăn, không khắc kỵ. Và nhưng mà chú ý cho cái bản mệnh của mình. Mình là người mệnh thủy mà gặp tháng thổ, thủy thổ nó khắc kỵ, cho nên dễ gặp những cái chuyện không hay nó đưa đến. Và các bạn cần chú ý một chút về cái sức khỏe của mình ở trong tháng nữa nha. Rồi nói sang cái tuổi Giáp Tuất. Thì Giáp Tuất ở trong cái tháng này thì nó hơi khó khăn một chút. Về tài lộc của các bạn hơi khó khăn một chút. Còn về địa chi thì chúng ta xung rồi. Về bản mệnh của mình thì cái ma, cái tâm trạng của cái người Tuất ở trong cái tháng này là lại thường hay người ta nói là lo ăn cơm nhà, vác tùi và hàng tổng. Mình lo cho người khác, mình bỏ cái thời gian, bỏ cái tâm huyết mình để mình làm những cái việc mà giúp ích lợi dân, hoặc là làm những việc mà làm tốt đẹp cho người khác hơn là làm tốt đẹp cho cái bản thân của mình. Bính Tuất thì về tài lộc của cái bạn ở trong cái tháng tháng 6 âm lịch này nó hợp cho các bạn, dễ tạo được tài lộc của mình, dễ được đem lại những cái điều tốt đẹp thuận lợi khi mà các bạn có mưu cầu về tiền bạc. Địa chi là không tốt, bị xung rồi. Mệnh của mình là người mệnh thổ mà mình gặp tháng thổ cho nên nó cũng bình ổn, không có vận hành của mình nó cũng đầu xuôi thì đuôi lọt, không có gì gây áp lực, gây khó khăn cho mình. Như vậy điểm chung cần các bạn cần chú ý ở trong tháng này là chúng ta giữ cái thái độ bình tĩnh, chúng ta ôn hòa hơn, chúng ta có nên nhường nhịn, chúng ta học cái ôm cái nhu để mà tránh đi cái khắc khí của cái tháng đối với cái tuổi của mình. Đó là điểm chung cho các bạn, tại vì đây là tháng xung tuổi của các bạn. Trong các tuổi Tý, tuổi Tuất thì chỉ có người Bính Tuất là có tài lộc nó sáng thôi. Còn Nhâm Tuất và Mậu Nhâm Tuất thì chúng ta thấy là chúng ta chú ý về cái bản mệnh của mình nè. Mậu Tuất cũng vậy, chú ý về bản mệnh của mình một chút nha các bạn. Tại vì đây là cái tháng mà nó không được thuận cho mình mấy, cho nên mình cần chú ý về cái sức khỏe của mình nhiều. Như vậy là cô vừa chia sẻ cho các bạn về cái tháng 6 âm lịch của cái năm Giáp Thìn. Thì bài chia sẻ đến đây là hết. Thì cô thân chào các bạn, chúc các bạn cùng gia đình được nhiều niềm vui, hạnh phúc.